Bé bé lên đây con. Con được cơ gì con lên đây. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Huấn ạ. Rồi đây con, đứng vào đây. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Huấn ạ. Con ở giáo điểm nhà Mông Giê Xuốc Đắk Lắk ạ. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa, con được rất nhiều ơn ạ. Nhưng mà ơn toàn lớn nhất con đối với con gần đây là con được hai ơn ạ. Hôm con sinh con bé này là con bị băng huyết, con tưởng con chết. Nhưng mà trong cái lúc con đi cấp cứu thì con chỉ biết cầu xin là xin Chúa thương xót con. Thì Chúa đã cứu con và con đã sống, nhưng mà con về được một tháng thì con bị bệnh. Con bị bệnh tổn thương não. Thì đi bệnh viện thì bác sĩ nói là con có thể năng có khả năng là không qua được ạ. Thế là con phải nói với chồng con là đi vào trong nhà thờ để xin cha ra rửa tội cho con. Thế nhưng mà cha chưa ra thì mọi người bảo con là thôi tự đổ nước cho con đi, bởi vì không biết là nó có thể sống hay không. Thế đến khi mọi người ở trong phòng cùng với con ấy thì bảo là bé bị bệnh nặng như này thì không thể qua được ạ. Thế là mẹ thiêng liêng của chồng con, anh ấy là người ngoại đạo, anh ấy mẹ con đi lên chỗ cha này thì con có xin bà là xin khấn cho mẹ. Thế là bé qua khỏi ạ. Và đến khi con của con đỡ thì lên Sài Gòn thì họ bảo là con của con bị tổn thương não bẩm sinh mà mắt có thể không nhìn thấy được ạ. Nhưng mà hôm nay con lên viện Sài Gòn con nằm 20 ngày xong con vào đây, lần trước con vào đây đi con xin thì con đã về đã nhìn được rồi ạ. Hallelujah. Hãy tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con bé con ngửa con lên cho mọi người thấy rồi, mắt của nó đã chớp rồi. Đây bé bé này cho mọi người thấy không? Thấy đôi mắt nó không? Thấy không ạ? Dây cao lên rồi, dây cao lên. Thấy mắt nó không? Rồi. Đây bé lên cho mọi người thấy được không? Con và con còn biết là Chúa ban cho con là từ hôm con về đến nay là nó chậm phát triển, nó không khóc mà nó không nói chuyện, ít nói chuyện lắm ạ. Từ hôm đẻ đến nay là hôm nay là 4 tháng rưỡi rồi mà được khóc to được 3 lần, một lần chảy nước mắt thì 3 lần đấy là cả nhà, vợ chồng với lại hai anh chị của con và em con là xúm vào. Nhưng mà hôm nay con thấy là con đang ở đây và đang khóc ạ. Con thấy con được ơn và cả ngày hôm qua nữa. Cái lúc con chuẩn bị đi lên đây là con bị đau bụng, con đau rất nhiều. Nhưng mà con đã xin khấn Chúa để cho con được cho con lên đây. Và con đã đỡ và con đã lên được đến đây ạ. Con xin cảm ơn Chúa ạ. Hallelujah. Rồi, cho tặng cho con một cái DVD nha. Những chứng nhân lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em. Con là người mà đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên. Từ lúc mà có thai đã bị tai nạn là tưởng chết, rồi sinh con cũng khó khăn, tưởng là đứa bé khó thoát, rồi đã bị lao não, tưởng nó đã bị bại liệt, rồi nó bị mắt mờ, tưởng nó bị mù, rồi nó không khóc được, tưởng nó câm. Và họ trải qua bao nỗi chôn chuyên và bây giờ vẫn chan chứa niềm vui của con người tín thác và lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi tới con. Sao bà muốn gì? Bà rồi cho bà lên nói về tội nghiệp bà. Bà có ơn rồi bà con. Con thưa cha. Bước lên bà bước lên. Một. Bước lên bước nữa. Bước. Rồi đằng sau quay. Dạ con biết ơn cha với cộng đồng là biết ơn Chúa ban cho con cái tay run lên không có bưng gì được hết.
Rồi con vô con cầu Chúa với cha, nhờ cha giúp đỡ cho con là với cộng đồng. Là bên này con cái xe đỡ luôn mà con mấy con cũng hay thấy thấy rồi, không thấy đường. Dạ. Là bây giờ con xin cầu cha chúa là cầu cho mấy đứa con được. Rồi bà tên gì? Nguyễn Thị ở Tâm Quang. Bà bao nhiêu tuổi? Dạ 80. Bà đạo gì? Dạ cũng là bè hôm á, là cũng vậy vô Phật. Dạ chứ mà bây giờ con thấy cha giảng trong cái mé con mê quá, để con mê mà cha hát nữa trời ơi mê luôn, mà trong nó kêu gạt cha thôi. Trời quá, con tôi nói dẫn đi mà vô nó cầu, nó mới dẫn vô con vô, chứ con không biết. Con vô con nói trông cho đẹp cha thử coi. Sao ông hát khe quá mà ông dẫn cũng khe quá, mê luôn. Mà ông dẫn dễ thương đấy. Trời ơi, con cảm, không biết cách sao mà nó mê cha luôn. Thế, ta dẫn rồi ta hát, rồi ta được mê hết, tất nhiên cái gì cũng mê. À, con nhờ vô đây ấy, nhờ cha với cộng đồng, nhờ Chúa thương xót cho con tè đỡ luôn con mấy. Rồi bây giờ con cầu nguyện cho mấy cho con nữa. Là có biên công thơ mà không biết ta cầu dùng. Mà con một đứa bị gan, đứa con trai bị gan, một đứa nó cũng bị gan. Còn con dâu nó bị thần kinh, nó đèn bình vẫn chịu quánh thành chồng luôn, con của con. Rồi còn đó là một thằng đấy là bài mà ba thằng đều hết chạy đó. Mà con vô ra con trông ghẹp cha thử cái cha ra sao. Cho ta giảng cho cái đài con mượn cái đài nó con nghe sáng đêm luôn, bỏ ngủ luôn. Mê lắm mà, nghe vậy mà nghe tai cái mùi luôn. Mà con nói tí gì kì mà nói gì bay mùi luôn à, mùi tai à, mùi tai à. Con nghe ta giảng mà ta hát nên y như ca sĩ vậy đó. Mê luôn dễ thương rồi đó à. Dạ đây con mê, bây giờ con xin cận đạt cha với Chúa và ban cho gia đình con được bình an mạnh giỏi. Rồi vậy là bà không có đạo. Dạ không có đạo. Con mà con cái bà đi cô bà đi dụng tè bà nó cầu con mà lũ nó bắt mạng, con thấy cha với bà đi cô giảng đấy, con thấy con cũng mê luôn. Bà mê, bà tên là Nguyễn Thị Mê 80. Nguyễn Thị Hiệu. À, Nguyễn Thị Hiệu. Bà đứng yên đó để tôi tặng cho bà cái máy. Là bà mượn cái máy mà nghe bà mê luôn. Bà mê luôn. Nghe bỏ ngủ luôn, bỏ ngủ luôn. À, bỏ ngủ luôn. Ừ. Nghe tầng nào nó ngủ bọc, nó ngủ cái mé hát rồi thức dậy mà mở tiếp. Dạ. Đây nhờ ta cho chim cái mé. À, cho xin một cái nữa, có con điên nó quánh thì con quánh nữa. Một cái này con xin về con mở hè quá là mùi cái tay luôn mà nghe bà giảng, mà cha không giảng đồ ông hát như ca sĩ vậy. Trời ơi nghe cái lỗ tay nó mùi mất kìa, còn hơn ca sĩ là ông hát cái lấy mà ông nó hát dễ thật dễ thường đấy à. Nghe mùi tay mà bỗng mùi tay luôn. Rồi bà xin cái máy nữa đúng không? Rồi đây tặng cho bà một cái máy nữa để cho đứa con điên. Nó cứ chồng nó quánh. À con dâu của bà ấy nó bị điên, nó cứ chồng của tức là con trai của bà ấy, nó đánh để bà xin một cái máy cho đứa con của bà ấy nó nghe cho nó bớt điên. Phải không? Dạ. Rồi đây là một nó hèn đỏ rồi đây, cho nó rung quân không được. À, ngày xưa thì bà run bà cầm máy không được, bây giờ bà run mà bà cầm máy được. Con đặt con em cũng không được nữa, phải bút luôn, nó rung ghê đó. Mà bữa nay lên cầu Chúa, bữa thứ khác tuần trước cái thứ khác tuần đây, thứ này thứ ba con nó dẫn đi rồi con đi về quê Tâm Quang đó. Mấy quê bà mấy đâu? Dạ Tâm Quang. Tâm Quang Hoài Bình Định đó. Ủa quá luôn, mê đến giống chết á. Tự hát y như ca sĩ. Rồi thưa anh chị em, một bà 80 mà từ ngoài Bình Định lặn lội vào đây. Lần trước bà vô thì cái tay bà rung lắm, bà không cầm được cái gì. Còn bây giờ thì bà vô đây thì bà đã đỡ rồi, tay bà đã đỡ run. Tay bà đã đỡ run và bà đã mê, mà mê Chúa. Mê Chúa mà mê cha giảng nữa. Rồi. Được rồi. May quá bà mê cha giảng chứ bà không mê cha là được rồi.
Rồi, bà muốn gì nữa không? À, thì nhiêu đây là con cảm ơn cha. Mà giờ con nhờ cha là cầu cho mấy đứa con bình an mạnh giỏi, với cầu với con mà này mà bệnh viện. Bây giờ con đang nè. Vâng, thưa anh chị em, một bà mẹ 80, đúng là bà mẹ Việt Nam rất là dễ thương. Mà đứa con thì một đứa con dâu thì bị khùng, luôn luôn đánh chồng. Một đứa con thì bị bệnh gan, còn một đứa cũng bị gan. Một đứa nữa thì đánh bài. Cầu nhà giúp đỡ cho con, cầu cho con. Không ai dẫn đi hết, con gái nó vậy nó dẫn đó. Nó cầu với đây vậy nó dẫn, nó bị khốt, khùng lấy. À, người mà dắt bà ấy đi lại là một đứa con gái của bà ấy, mà bị khớp rất là nặng, mà lặn lội để dẫn bà cụ vào đây cho bà thỏa lòng mơ ước. Rồi, xin chú chúc lành cho bà, anh chị em trong cộng đoàn. Con cảm ơn cha, cộng đồng. Dạ, cảm ơn. Dạ, con. Dạ, con. Dạ, con. Dạ, con gái. Con thưa cha là đầu khớp rất là nặng. Nói chung là con đi khắp bệnh viện ở Sài Gòn luôn, cuối cùng là Chợ Rẫy. Nhưng không bớt Chợ Rẫy nó là con uống thuốc suốt đời luôn. Cái có một người chích thuốc con này để cho bớt, cái sao người đó giới thiệu con xuống đây, xuống trà, cái con xuống được lên xa lăng rồi á. Con cảm thấy bây giờ tay con nó đỡ, chân con cũng đỡ. Con đi không được, con đưa chén cũng không được luôn. Bây giờ ba khớp. Rồi con về con mới dẫn mẹ con vô. Bây giờ chị đi được rồi, đi xuống đi xuống cho mọi người thấy coi, đi coi. Rồi đi lên rồi đi lại kia cho người ta thấy coi chị đi lại được không? Đó, đi xuống. Rồi, đó. Rồi quay lại. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà bị đa khớp và ngồi xa lăn đi không được mà cầm cũng không được, mà tất cả các bác sĩ bảo là rửa chén cũng không được. Còn sao? Lên đầu Chúa đó mà giờ nó đỡ. Nên chị em thấy không? Chỉ nói đơn giản thôi, mà lên tù Chúa đó giờ nó đỡ rồi đó. Giờ nó đi lại được rồi, nó dắt tôi từ ngoài Bình Định vô đó. Men quá mà. Chúa cha, không phải mình Chúa, Chúa với cha nữa. Nhất là cha. Men quá. Không có chịu nổi luôn. Một men. Rồi, mời bà. Bà mê không chịu nổi nữa thì chết tôi rồi bà ơi. Bà không chịu nổi sao tôi chịu nổi. Rồi, bà sẽ ngồi xuống, ngồi xuống. Bà cùng ngồi đi, các bạn ngồi như vậy. Con có cảm ơn cha nhiều. Con có đĩa này chưa? Đây, cho tặng cho con cái đĩa DVD nha. Con về con coi những chứng nhân DVD. Những chứng nhân lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng nha. Mời con ghế. Thưa anh chị em, chúng ta thấy phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Những con người tín thác vào Chúa, họ không có đạo mà họ lặn lội từ Bình Định vào đây, một bà 80 tuổi đi với một đứa con gái mà bị bệnh đa khớp mà mãn tính, chỉ có chết thôi chứ không bao giờ khỏi. Vậy mà cả hai người đã được Chúa chữa lành và đã đến đây. Cái điều quan trọng của bà ấy là bà mê nghe giảng lòng thương xót Chúa, mê đến mức độ mà phải lặn lội vào đây để thấy, mắt thấy, tai nghe. Tai có thể nghe nhưng mà mắt chưa thấy, mà bà ấy lặn lội vô đây để mắt thấy, tai nghe. Bà mê Chúa, mê lòng thương xót của Chúa như vậy. Con mê Chúa thì mới muốn nên hoàn thiện giống Chúa. Nếu mà anh chị em không có được cái mê này của bà, bà Nguyễn Thị Mê đó, mà tôi đổi tên cho bà là bà Nguyễn Thị Hiền, mà tôi đổi bà là Nguyễn Thị Mê đó, thì chúng ta sẽ không nên muốn nên hoàn thiện. Yêu ai thì mình muốn nên giống người ta, đúng không? Yêu ai thì mình muốn nên làm cái gì cũng giống người ta, hình ảnh của mình cũng giống người ta, và người ta như thế nào thì mình muốn giống y như vậy. Mà Thiên Chúa đã dựng nên ta giống hình ảnh của Chúa, và Chúa mời gọi ta ngày hôm nay là nên hoàn thiện như Cha anh em là đứng hoàn thiện.
ta chỉ có thể nên hoàn thiện nếu ta mê Chúa, mê lòng thương xót của Chúa, như bà già 80 ngoại đạo lặn lội từ Bình Định vào đây để thỏa mãn lòng đam mê của mình. Xin Chúa cho con được lòng mê say Chúa để con nên hoàn thiện giống như Chúa. Amen. Mê quá, mê quá.